chào mừng các bạn đến với chàng ngốc già những ngày gần đây thì nếu mà những cái bạn nào mà quan tâm và theo dõi đến thị trường tài chính quốc tế đó thì sẽ thấy rằng có một cái hiện tượng là cổ phiếu của các cái công ty công nghệ đó nó giảm rất là mạnh và lý do của cái việc giảm mạnh này đó là do cái thị trường trái phiếu nó bị bán tháo và lý do của thị trường bán tháo là sao? Lý do là cái uh, lợi suất của cái trái phiếu của Mỹ đó, uh, nhất là cái trái phiếu uh, 10 năm đó, nó điều chỉnh tăng. Có lúc cao nhất là cái uh, trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm đó, nó lên tới mức uh, kỷ lục trong những năm gần đây lên đến là 1,6%. trăm uh, cũng có nhiều bạn ở trong uh, cộng đồng uh, cố vấn tài chính Việt Nam, uh, VWA đó, thì cũng có hỏi nhiều cái câu hỏi liên quan đến cái uh, trái phiếu và cái mối quan hệ giữa giữa cái giá của trái phiếu và cái lợi tức cái lợi suất của trái phiếu với lại giá của trái phiếu hay còn gọi hay còn nôm na là, là cái giá của cái trái phiếu với lại cái lãi suất trên thị trường và ngoài ra thì cái mối quan hệ tác động qua lại giữa cái giá của trái phiếu và giá của cái cổ phiếu ha những cái sự tương quan qua lại giữa cái thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu thì hôm nay là ngốc sẽ À, xin chia sẻ với các bạn là một số cái, cái cái kiến thức cơ bản về về trái phiếu à, nôm na là mình nói như những cái khóa học một một ở mỹ một một này thì không biết nó có liên quan gì đến cái phim là một trăm một con chó đốm hay không thì nói về trái phiếu ha thì đầu tiên là mình cần phân biệt được giữa cái trái phiếu với lại cái cổ phiếu trong một cái podcast lần trước đó mình có phân biệt với các bạn là trong các cái tài sản tài chính đó, nó có cái sự khác nhau giữa trái phiếu với lại cổ phiếu thì trái phiếu đó thì người ta gọi là cái công cụ nợ ở trên thị trường tài chính có nghĩa là bên phát hành ra cái trái phiếu đó chính là con nợ thì con nợ này là bên phát hành nó có thể là chính phủ hay là các cái doanh nghiệp còn cái cổ phiếu được gọi là cái công cụ vốn có nghĩa là nhà đầu tư mà khi mà mua cái cổ phiếu đó thì sẽ trở thành là cái người chủ của cái doanh nghiệp đó thì tại sao cái 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 thị trường trái phiếu nó quan trọng các bạn biết rằng là cái thật ra thì nó quan trọng bởi vì cái giá trị nó lớn lắm nó lớn lắm cái giá trị của cái thị trường trái phiếu trên thế giới đó theo cái số liệu thống kê mà mình có mình sạch mà mới nhất đó thì cái giá trị của cái thị trường trái phiếu trên thế giới hiện nay đó thì nó rơi vào khoảng là 130.000 tỷ đô la Mỹ. Các bạn hình dung 130.000 tỷ đô la Mỹ nó lớn như thế nào đó thì các bạn hình dung rằng là cái GDP của Việt Nam mình á năm 2020 á thì nó rơi vào khoảng là 340 tỷ. Còn cái thị trường mà riêng mà trái phiếu không đó thì nó bao gồm cả trái phiếu chính phủ ha và trái phiếu à, doanh nghiệp đó thì nó lên đến là 130.000 tỷ. Còn cái giá trị mà vốn hóa của tất cả các cái doanh nghiệp mà niêm yết đó thì nó rơi vào khoảng là 95.000 tỷ, à, cái này là đô la Mỹ nha. Thì như vậy các bạn thấy là cái giá trị mà của cái thị trường trái phiếu đó à, nó nó lớn hơn cái thị cái thị trường mà à, cổ phiếu. À, và các bạn biết là trong cái à, thị trường mà trái phiếu đó nó có hai loại là trái phiếu chính phủ và trái phiếu à, doanh nghiệp à, thì à, cái thị trường mà trái phiếu doanh nghiệp đó thì nó nó nhỏ hơn thị trường trái phiếu chính phủ ha à, và các bạn biết rằng là các các cái chính phủ là đều đều phát hành cái trái phiếu hay nôm na là vay nợ để mà vận hành các cái à, chương trình và các cái chính sách của mình thì các bạn biết rồi đó, ba cái nước mà nợ lớn nhất trên thế giới hiện nay đó là cũng là ba cái <laughs> cường quốc ha. Thì các bạn biết rồi đó, số 1 đương nhiên rồi, à, số 1 đó là là Mỹ ha. Thì cái lượng mà trái phiếu của Mỹ hiện nay cái thị trường trái phiếu của Mỹ đó thì nó rơi vào khoảng 46.000 tỷ. 46.000 tỷ, trong đó thì nợ của cái chính phủ đó nó rơi vào khoảng là 23.500 tỷ thì các bạn thấy là GDP của Mỹ nó rơi vào khoảng 21.000 tỷ thì trong khi đó cái thị trường trái phiếu của Mỹ nó là là 46.000 tỷ à, cái nước mà nợ thứ nhì á, thì đó chính là Trung Quốc thì Trung Quốc hiện nay mà nợ của chính phủ với nợ doanh nghiệp đó, theo thống kê mà con số mà có có được đó nó rơi vào khoảng là 17.300 tỷ còn Nhật Bản thì rơi vào khoảng 14.000 tỷ. Nhưng mà cái đặc biệt của Nhật á, trong 14.000 tỷ này thì nợ của chính phủ nó lên đến là khoảng là là 10 500 tỷ. Có nghĩa là riêng cái trái phiếu chính phủ đó. mấy cái nước còn lại thì xếp hạng mà gọi là 4 5 6 đó thì rơi vào đó là Anh và Pháp và Đức. Anh thì khoảng là 6.700, Pháp là khoảng 5.300 và Đức là 4.100, nghĩa là 4.100 tỷ. Vì sao thì cái, cái 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 thị trường trái phiếu nó nó quan trọng và nó ảnh hưởng đến cái thị trường tài chính thế giới thì các bạn biết rồi đó có nghĩa là trên cái trên cái thị trường tài chính á thật ra là cuối cùng là nó nó phụ thuộc vào cái cung cầu và cái sự dịch chuyển của các cái dòng tiền. Thì các cái dòng tiền này nó dịch chuyển là do ai dịch chuyển? Thì thật ra là các cái dòng tiền dịch chuyển là do các cái quỹ đầu tư trên trên thế giới và các bạn thấy là các cái quỹ đầu tư này á thật ra thì cũng là tiền của các cái cá nhân và hộ gia đình thôi các bạn thấy không có nghĩa là những cái cá nhân và hộ gia đình đó ngoài cái chuyện mà đầu tư vào các cái loại chứng khoán theo cái tài khoản cá nhân đó thường thì người ta sẽ bỏ tiền vào trong các cái quỹ hưu trí nè bỏ tiền vào trong các cái quỹ đầu tư nè và như vậy là chính các quỹ đầu tư này chính là họ lại là những nhà đầu tư tổ chức và sau đó là họ lại dịch chuyển các cái dòng tiền và các cái quỹ đầu tư này trên thế giới đó họ họ dịch chuyển dòng tiền dòng dòng cũng chỉ có qua mấy cái loại tài sản đó thôi các bạn thấy không họ chỉ dịch chuyển dòng dòng là qua ba cái loại tài sản chính nhất thứ nhất đó là cái thị trường trái phiếu cái thứ hai là thị trường cổ phiếu và cái thứ ba là cái thị trường tiền tệ cái thị trường tiền tệ này là cái thị trường mà các cái công cụ tiền tệ nó có cái thời hạn ngắn ha à, thời hạn ngắn thường là dưới một năm cho nên mà khi mà có những cái biến động gì đó đó thì thường là nó người ta sẽ rút tiền từ cái cổ phiếu chuyển dần sang là trái phiếu và và tiền tệ bởi vì là những cái công cụ tài chính như là các cái công cụ tiền tệ hoặc là các cái trái phiếu hay là các cái cổ phiếu đó thì mức độ rủi ro nó khác nhau cổ phiếu thì được coi là mức độ rủi ro cao nhất tiếp đến là trái phiếu và sau đấy thì thì đến các cái công cụ tiền tệ các cái công cụ ngắn hạn thì bây giờ mình sẽ đi vào à, cụ thể à, bây giờ thì ngốc sẽ đi vào cụ thể cái cái trái phiếu ha thì nãy mình định nghĩa rồi đó trái phiếu chính là cái công cụ nợ ha và cái nhà đầu tư mà mua trái phiếu chính là chủ nợ còn cái công ty hay là cái chính phủ mà phát hành trái phiếu đó thì đó chính là con nợ thì có những cái thông số nào liên quan đến cái trái phiếu thì trong trái phiếu đó nó có những cái thông số quan trọng như sau à, cái thứ nhất đó là cái mệnh giá của trái phiếu ví dụ mình thấy cái mệnh giá trái phiếu ở Mỹ thường nó phát hành là chẳng hạn như nó có mệnh giá là 1.000 đô la đi thì cái mệnh giá đó là cái giá mà sẽ khi mà cái trái phiếu đáo hạn đó nó sẽ được hoàn trả cái thông số thứ nhất đó là cái mệnh giá, cái thông số thứ hai đó chính là cái à, lợi suất, à, cái lợi suất, cái lợi suất này thì đó chính là cái tiếng anh nó có nghĩa là cái coupon rate, có nghĩa là cái lợi suất à, để mà trả cái, cái 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 định kỳ đó thường là nó sẽ trả 6 tháng một lần hoặc là một năm, à, mình lấy một cái ví dụ ví dụ như là nếu mà một cái trái phiếu nó có mệnh giá là một 000 đồng ha, thì nếu mà cái à, lợi suất của nó là năm phần trăm thì như vậy là một năm đó cái 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 người mà nhà đầu tư đó sẽ được nhận cái coupon hay còn gọi là cái lợi tức đó đó chính là 50 đồng ha 50 đồng như vậy là cái uh, lợi suất đó nó quyết định uh, lợi suất nó sẽ quyết định cái lợi tức. Ha. Như vậy là bây giờ mình có uh, các thông số đầu tiên là đó là cái mệnh giá của cái uh, trái phiếu ha tiếp đến đó chính là cái uh, lợi suất và từ cái lợi suất đó tính được cái lợi tức và cái thông số à, thứ ba đó là cái à, thời gian đáo hạn của cái à, của trái phiếu thì số năm đáo hạn đó thì thường là ví dụ như là mình có là 10 năm, 15 năm, 20 năm. Đó là cái thời gian từ lúc phát hành cho đến lúc đáo hạn. À, ví dụ như một chính phủ mà họ phát hành trái phiếu có cái thời gian à, đáo hạn là 10 năm thì bây giờ là 2021 họ phát hành thì đến năm à, 2031 thì là cái trái phiếu đó nó sẽ đáo hạn một cái thông số tiếp theo uh, liên quan đến cái trái phiếu đó, thì đó chính là cái cái lãi suất uh, chiết khấu cái lãi suất mà trên thị trường để mà từ đó mới tính được được cái giá của cái à, cái trái phiếu như vậy các bạn thấy rằng là trong cái trái phiếu đó nó có cái mệnh giá có nghĩa là cái giá giá trị danh nghĩa của cái trái phiếu ha sau đó thì có cái à, lợi suất để xác định cái lợi tức sau đó thì có một cái gọi là lãi suất trên thị trường hay còn gọi là cái lãi suất chiết khấu của cái trái phiếu đó để từ đó tính được cái giá thị trường à, của trái phiếu như vậy thì cái giá thị trường của trái phiếu thường thì nó sẽ không có bằng với lại à, cái giá gọi là cái giá danh nghĩa hay là gọi là cái giá cái mệnh giá của trái phiếu có một cái trường hợp đặc biệt trường hợp đặc biệt là cái mệnh giá và nó bằng với cái giá thị trường khi mà cái lãi suất chiết khấu đó nó bằng chính bằng là cái cái lợi suất như vậy thì các bạn thấy đó ha những cái thông số mà liên quan đến trái phiếu đó mà mình cần biết đó. Đó thứ nhất là nó mình phải biết thứ nhất là cái lợi lợi suất và từ đó là lợi tức của nó là bao nhiêu nè. Cái số năm đáo hạn của nó là bao nhiêu nè. Rồi cái lãi suất chiết khấu trên trên thị trường là bao nhiêu lúc đó để mà có thể tính ngược lại là cái giá trên thị trường của cái trái phiếu đó là bao nhiêu trong cái trái phiếu đó nó còn có một cái thông số nữa cũng cũng rất là quan trọng bởi vì nó nó liên nó đo đến cái 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 độ nhạy cảm cũng như là cái độ rủi ro của cái trái phiếu thì thì cái thuật ngữ đó được gọi là cái uh, duration uh, thì cái duration này đó là chính là cái thời gian mà đáo hạn bình quân thì các bạn nếu mà muốn tìm hiểu chuyên sâu thêm hơn nữa đó thì có thể tìm hiểu về khái niệm này hoặc là trên Facebook thì mình thấy có một cái bạn mà viết cũng khá là uh, rất là sâu về về thị trường trái phiếu đó là bạn Trần Quang Nghĩa ha thì các bạn có thể tìm thêm Facebook của bạn này nhưng mà Nghĩa thì Nghĩa viết rất là ở cái cái cái, cái rất là level rất là cao cho nên là nếu mà các bạn mà chưa có chưa có cái 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 nội công ấy, mà nó chưa đủ quá nhiều khi đọc vô là có thể bị tàu hỏa nhập ma bây giờ đó thì ngốc sẽ giải thích cho các bạn là tại sao mà khi mà cái cái lợi suất đó hay là cái lãi suất đó thôi bây giờ mình giải thích trước cái lợi suất này cái yield đó tại sao mà cái lợi suất nó quan hệ tỷ lệ nghịch với lại cái giá của cái trái phiếu thì cái mối quan hệ tỷ lệ nghịch này nó thể hiện là chẳng hạn như là khi mà cái lợi suất nó tăng đó thì giá nó sẽ giảm và khi mà lợi suất nó giảm đó thì giá nó tăng thì lý do là tại sao à thì khi mà cái lợi suất mà nó giảm đó thì có nghĩa rằng là cái 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 rủi ro nó 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 giảm đi cái rủi ro của cái cái đơn vị mà phát hành của bên cái bên phát hành nó giảm từ đó nó sẽ làm cho cái cầu của cái à, trái phiếu nó tăng mà khi mà cầu của trái phiếu nó tăng thì là giá nó tăng thôi đúng không rồi bây giờ ở cái chiều ngược lại à, khi mà cái lợi tức đó tăng thì điều đó có nghĩa rằng là cái chất lượng của cái trái phiếu của cái cái, cái đơn đơn vị phát hành đó nó bị giảm mà khi mà chất lượng giảm có nghĩa là rủi ro tăng mà rủi ro tăng thì nó khiến cho cái cầu của trái phiếu nó giảm và cầu giảm thì nó sẽ làm cho cái giá nó giảm như vậy các bạn sẽ thấy được rằng là cái mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa cái lợi suất và cái giá của cái trái phiếu nhưng mà trên thị trường đó là người ta thường là quan tâm đến cái lợi suất nhiều hơn là giá tại vì chỉ cần biết là cái này nó thay đổi thì cái kia nó thay đổi như thế nào nhưng mà người ta sẽ quan tâm nhiều hơn về cái gọi là cái lợi suất hơn là hơn là giá mình lấy một cái ví dụ ha à, ví dụ như là cái một cái trái phiếu có mệnh giá là 1.000 đi 1.000 đồng thì khi mà cái lợi suất nó là phần thì cái coupon bông cái lợi tức tính ra là 50 đúng không thì bây giờ nếu mà cái giá của cái trái phiếu đó mà nó tăng lên thành là mốt đi thì lúc này cái lợi suất nó sẽ bị giảm, có nghĩa là cái coupon thì nó không có đổi nha các bạn. Cái coupon một khi là cổ phiếu nó đã phát hành à, trái phiếu sorry, khi mà trái phiếu nó đã phát hành ra rồi thì cái coupon nó không có đổi. Cho nên coupon lúc này vẫn là 50 và cái giá lúc này nó là mốt cho nên cái lợi suất nó chỉ còn là 4,4 45 45% mà thôi ha cho nên các bạn thấy rằng là cái cái thay đổi về giá đó thật ra cuối cùng thì nó cũng quyết định cái chuyện là do cái yếu tố là 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 cung cầu mà thôi thì cái lý do mà tại sao mà cái à, lợi tức của cái à, cái lợi tức của cái cái trái phiếu ở mỹ hôm rồi nó tăng lên đó thật ra thì nó tăng là như các bạn nếu mà các bạn theo dõi facebook của của tuấn ở bên uk đó thì tuấn cũng có giải thích đó à, trên một cái bài báo đã đăng đó thì là cái lợi tức nó tăng à, bởi vì là do cái nhu cầu thôi có nghĩa là khi mà cái lượng mà cung nó nhiều quá thì thì giá nó giá nó sẽ giảm thôi ha và lúc đó là lợi tức nó sẽ tăng à, và cái việc mà cung cầu này nó sẽ quyết định giá của của thị trường cái này là nguyên lý rất là cơ bản trong cái kinh tế thị trường à, các bạn có thể thấy lại cái trường hợp ví dụ như là à, cái vụ mà 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 game à, game stop hôm rồi, rồi đúng không có nghĩa là bởi vì là thị trường thấy rằng là à, có nhiều anh sót quá đi có nhiều anh thực hiện short sale quá cho nên cứ mua mua thì anh short sale những anh đã short là phải mua lại bù cho nên bằng mọi giá là anh phải phải mua thôi cho nên nhu cầu mà nhiều thì giá nó lúc đó sẽ tăng thôi hoặc là ngay như cái vụ mà các bạn nhớ cái cái vụ mà mà giá hợp đồng future của giá giá dầu thô uh, WTI đó ngày 20 tháng 4 vừa rồi đó nó giảm năm rồi đó nó giảm kỷ lục luôn có nghĩa là có lúc là giá nó âm uh, 37 đô một thùng thì các bạn thấy là lúc đó là do cái nhu cầu cái lượng cung nó quá nhiều, cung vượt quá cầu đi thì lúc đó các cái kho physics, các cái kho vật lý nó không đủ chứa các cái hợp đồng future giao vào ngày đó cho nên là cái giá nó sẽ sẽ bị giảm. Thì uh, như vậy thì các bạn thấy rằng là đó, liên quan đến cái uh, trái phiếu đó, nó có nhiều loại trái phiếu. À bây giờ mình giải thích là nó có nhiều loại trái phiếu ha nhưng mà trên thị trường nó thì nó phổ biến nhất là cái trái phiếu gọi là trái phiếu có cái coupon. À, đơn giản nhất đó là có coupon có nghĩa là người ta gọi là cái vanilla bond như là trái phiếu à, cơ bản nhất. Ngoài ra thì cũng có một số loại trái phiếu à, ví dụ như trong chẳng hạn như Mỹ nó có cái trái phiếu mà đảm bảo lạm phát hoặc là ví dụ trái phiếu mà nó có gọi là cái zero coupon như là coupon nó không có cho nên khi mà bán ra đó thì cái giá của nó nó sẽ nó bán ở một cái giá chiết khấu có nghĩa là phải thấp hơn à, thấp hơn à, cái giá mà à, mệnh giá của cái cái trái phiếu hay là cái giá của cái trái phiếu khi, à, khi đáo hạn một cái vấn đề khác nữa liên quan đến trái phiếu đó mà nhà đầu tư và mọi người hay quan tâm đó là cái mức độ rủi ro của trái phiếu thì à, trong cái trái phiếu đó nó có mức độ khác nhau phụ thuộc vào cái uy tín thôi, cái uy tín trả nợ của cái bên phát hành thôi à, thì các bạn thấy đó, tại sao mà có những cái chính phủ mà nó cứ phát hành nợ thì người ta vẫn mua tại vì người ta thấy rằng là à, ảnh có khả năng trả nợ đúng không chẳng hạn như là Mỹ, Nhật hoặc là Đức đó những cái cường quốc mà mà, mà 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 trên thế giới mà các cái nhà đầu tư người ta vẫn còn tin tưởng thì trong trường hợp đó là người ta sẽ có cái cái cái, cái xếp loại cái trái phiếu thì trái phiếu đó, nó xếp hạng đó là ví dụ như anh có uy tín cao hay thấp đó, thì thường nó sẽ phải được xếp hạng bởi các cái tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới uh, rating agencies như các bạn thấy nổi tiếng chẳng hạn như là Moody hoặc là uh, S&P như là Standard Poor hoặc là Fitch thì đây là ba cái tổ chức mà xếp hạng về về tín nhiệm à, hàng đầu trên thế giới. Khi mà các bạn thấy những cái xếp hạng tín nhiệm đó thì người ta sẽ à, các cái tổ chức này nó xếp hạng tín nhiệm theo chữ cái. Ví dụ nó xếp là tùy tùy cái tổ chức xếp hạng tín nhiệm mà nó sẽ đặt là ví dụ như là à, chữ A lớn ha, rồi dùng B lớn hay là có cái cái tổ chức thì nó dùng là A lớn rồi A nhỏ rồi B lớn B nhỏ, vân vân thì mình lấy một cái ví dụ ví dụ như Việt Nam mình hiện nay đó thì S&P nó xếp hạng là Việt Nam ở trong dài hạn đó là ở mức là B lớn B lớn à, còn Moody đi thì xếp Việt Nam mình ở là B lớn A nhỏ 3 còn Fitch thì cũng xếp Việt Nam mình là B lớn B lớn nhưng mà liên quan đến các cái à, tổ chức xếp hạng tín nhiệm này đó thì à, cũng còn nhiều vấn đề lắm ví dụ các bạn mà nhớ đến cái lúc mà khủng à, hoảng tài chính toàn cầu đó thì các cái tổ chức xếp hạng tín nhiệm này thì xếp hạng nhiều cái tổ chức hay là nhiều cái sản phẩm tài chính cũng ngon lắm nhưng mà đến lúc mà nước nó rút rồi thì mới thấy là nhiều anh không ổn chút nào ha. Ngoài ra thì có nó cũng có một cái mâu thuẫn lợi ích giữa các cái tổ chức xếp hạng tín nhiệm này nữa. Các bạn hình dung nó giống như là à, anh vừa đi xếp hạng tín nhiệm nhưng mà bên cạnh đó anh cũng có một cái business, có là có cái hoạt động kinh doanh về về tư vấn nữa cho nên là nó cũng có một cái à, về mâu thuẫn lợi ích ở trong này như vậy thì trong cái podcast ngày hôm nay đó thì ngốc chia sẻ với lại các bạn đó là về thế nào cái khái niệm thế nào là trái phiếu đúng không cái sự khác nhau giữa trái phiếu với lại cổ phiếu à, những cái thông số quan trọng trong trái phiếu là mình cần biết à, đó là ngoài cái mệnh giá đó cái giá trị cái giá trị danh nghĩa của cái trái phiếu đó thì mình còn phải nắm được là à mình phải biết rằng là cái lợi suất của nó là bao nhiêu để từ đó tính ra được cái lợi tức cái thời gian đáo hạn của cái trái phiếu là nó trong bao lâu rồi sau đó là cái lãi suất chiết khấu như thế nào để tính được cái giá của cái trái phiếu và một cái thông số quan trọng không kém cuối cùng đó chính là cái duration có nghĩa là cái cái thời gian đáo hạn bình quân của cái trái phiếu chốt lại nữa là một cái thông số liên quan đến cái trái phiếu đó có nghĩa là khi mà các bạn nhớ rằng là khi mà lợi tức của trái phiếu nó tăng thì là giá trái phiếu giảm nhưng mà các bạn nên nhớ là uh, cái lợi tức này á, uh, và cái giá này đó là nó chỉ áp dụng đối với những cái trái phiếu đang lưu hành có nghĩa là những cái trái phiếu mà nó đã phát hành từ trước nó vẫn còn đang lưu hành và nó chưa đến đáo hạn chứ cái này nó không ảnh hưởng gì đến những cái trái phiếu mà sẽ phát hành trong tương lai hay là phát hành à, bắt đầu từ cái thời điểm ở hiện tại cho nên cái sự thay đổi về giá đó chính là cái sự thay đổi về về giá của những cái trái phiếu đã phát hành ở à, lúc trước chính vì vậy mà mới có trường hợp là các cái chính phủ hay là các cái doanh nghiệp đó người ta có thể là có những cái chương trình là, là là mua lại cái cái trái phiếu đúng không trong cái trường hợp mà nếu mà họ tính toán là họ có lợi đó thì họ sẽ có những cái chương trình hoán đổi hoặc là hoặc là mua mua lại những cái trái phiếu mà đang lưu hành ở ở trên thị trường còn riêng về cái mối tương quan giữa cái trái phiếu và và cổ phiếu đó thì cái này nó cũng có nhiều nghiên cứu nhưng mà vẫn vẫn chưa chưa có một cái sự thống nhất thật sự là cái mối quan hệ giữa cái 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 thị trường trái phiếu và cổ phiếu có nghĩa là nhiều cái nghiên cứu nó phụ thuộc vào cái 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 phương pháp rồi cái dữ liệu khác nhau đó cho nên cũng khó nói mà rằng là à ok khi mà trái phiếu tăng À, thì cái thị trường giá trái phiếu tăng thì giá cổ phiếu tăng hay là giá trái phiếu giảm thì giá cổ phiếu giảm hay là nó 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 nó, nó tỷ lệ nghịch hay là nó 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 đồng đồng thuận hay là nó tỷ lệ nghịch thì cái này cũng 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 chưa có rõ ràng trong kể cả trong cái uh, nghiên cứu ngóc cảm ơn các bạn rất là nhiều đã lắng nghe ngóc đến thời điểm này Hôm trước là trong cái podcast vừa rồi đó, trong cái podcast về chuyện mà mua xe ô tô đó thì Ngốc có nói với các bạn là cái số lượng nghe và tải về nó gần 10.000 rồi. Và thật sự là lúc này thì nó cũng mắc mé 10.000 rồi. Chắc là sau cái podcast này thì qua đến ngày, qua đầu tuần thì nó sẽ vượt cái mốc 10.000 chứ không phải là đợi đến hết cái tuần sau. À, Ngốc cảm ơn sự ủng hộ và cái sự à, chia sẻ của các bạn rất là nhiều à, Mong à, là sẽ nhận được thêm các cái góp ý của các bạn qua cái Facebook của của chàng Ngốc già Hoặc là qua email của mình đó Nếu được đó thì các bạn có thể gợi ý cho Ngốc những cái topic, mà những cái chủ đề mà các bạn quan tâm Mà trong khả năng của Ngốc có thể chia sẻ được đó Thì Ngốc sẽ chia sẻ những cái à, hiểu biết của mình Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong cái podcast lần tới. Mến chào các bạn.